anh em để ý là đấy 750 thì ở đây, ở đây 250 thì ở đây còn lại 750 rồi, 750 là 750 đó, 750 là 750 đó rồi. Sao kéo nóng được đây, để xem kéo nó lên cho anh em thấy 750 đó. Ủa sao nó nằm đây, nhiều lúc kéo nó cũng khó rồi. Ai 750 ha. Rồi anh em biết cho chỗ đây là 750 được rồi. Như vậy thì bây giờ mình sẽ tính cái tấm tôn tiếp theo là bao nhiêu. Cái tấm này á thì nó kích thước là kích thước của cái đoạn trước mình tính rồi đó, nó là 4m67 hay là 4665 đó. Đây nè, mình kéo này, kích thước này. À 465 cho 467 đó, vậy đó. Thì bây giờ nó nằm đây nè, đó là tấm này, này là 4.67 nè. Bây giờ nó phủ bì ra, nó chiếm vô cái phần xéo này là 750. Bây giờ mình sẽ tính, mình tính cái đoạn này nè, nó cắt là còn bao nhiêu. Rồi bây giờ là lập 1 mét nữa nè, lập ra 1 mét. Đấy, thì cái tấm tôn này nó sẽ là bao nhiêu nha. Làm sao mình tính được. Đây cái phần dàn cho chối đó. Bây giờ á là anh em còn nhớ là cái cách tính mà mình đã tính ghê không. Bây giờ mình tính chỉ cần tính cái chiều cao nè. Đây tính là cái đoạn này nè. Ôi trời, sao lúc nào còn bự đi. Nó tròn cái nhất nhỏ nhỏ. Rồi tính cái chiều cao từ đây xuống nè. Đó đúng không, được chưa. Tính cái chiều cao này á, sau đó là cái đoạn tôn này nè, là cái chiều dài đó nè. Đó, nó bằng cái ông 4.665 là ông dài đó nè. Trừ đi cho ông này đi. Đó, trừ cái ông này đi. Trừ cái ông này nè. Ông chạy xuống nè, ông này mình gọi là ông gì? Ông L đi. Ông L rồi, trừ cho cái ông L nè thì nó sẽ ra được cái tấm tôn này nha. Rõ ràng ha. Rất là rõ ràng. Nó không còn gì là, nó giống như là cái thằng này nó sẽ bằng thằng lớn này trừ cho ông L này thì nó ra cái ông này. Như vậy thì ông L này là bằng bao nhiêu. Rồi bây giờ mình tính nha. Ghi chỗ nào ta, ghi bên đây ha. L nó sẽ bằng mình chơi mm luôn ha, cho mm luôn đi, khỏi còn cái mét mét gì đấy. 4, 6, 6, 5 rồi chia cho ai, chia cho ông từ đây ra nè, ông từ đây này ra nè, là ông này 4 mét nè nhá, 4 mét nè, chia cho 4 mét. Rồi nhân cho ông này nè 0.75 nè, nhân cho từ xong nếu mà ghi vậy thì số nó bự quá. Đây mét thì 4 mét rồi, ghi 4.000 luôn chứ. Mét thì đây là 4.67 đi, 4.67 đi, đợi. Cho nó đồng bộ đi. Cái lúc mét lúc không. Rồi từ 4.467 ha, ghi độ ra mét đi. Cho nó dở sẽ số này nhỏ nhỏ xíu không chứ bự quá. Chia cho 4 mét nè. Rồi nhân cho 750 độ ra mét là 0.75 vậy thôi, cho nó dở. Rồi nha, 4.67 chia cho 4 nhân cho 0.75. bây giờ thì mình dùng gì, dùng máy tính bấm thôi, dùng máy tính bấm thôi. Rồi 4.67 chia cho 4 bằng nhân cho 0.75. Rồi, này 0.75 này, là bấm chỗ chấm là nó hiểu là 0.75 là bằng 0.875 ha. 875. Rồi ok. 875 nhớ nha, 875. Thì 875 vô. Bằng 875. Câu dùng. Bằng ha. 875 là gọi là 0.875 á, là tính mét á. Rồi 0.875 mét ha.
cái thằng này L này là bằng 0.875. Rồi. Ok chưa? Rồi, cái tấm tôn này nè, nó bằng 4.67 này trừ cho 0.875 là bao nhiêu nè? Đi tiếp nha. Tấm tôn là tôn đây là tôn T2 này. Đây tôn T1 này. Rồi, T2 này. Nó sẽ bằng tấm tôn T1 là nhiêu? Là 4.67 ha. Trừ cho 0.875 này, đây là trừ có cái này. Bằng nhiêu? 4.67 trừ 0.875. Rồi, vào Google tiếp thôi, bấm máy tính. Mình học giỏi mà. 4.67 trừ cho 0.0 không chấm như ta quên rồi đúng 875 0.875 bằng 3795 rồi 3795 ha 3795 rồi để kết quả 3795 như thế nó sẽ bằng là 3 bằng 3 mét 7 9 5 xem không làm số được. Rồi ok, xem thử như vậy tấm tôn này mình lấy kích thước là để kiểm tra có đúng không? 3 mét 79. Đây, ok. Nó lệch 5 ly là do mình lấy 3 nó 3 mét 79 3 mét 795 thì nó lệch 5 ly là do mình làm tròn cái số này nè, cái số 66 này. Còn không muốn chính xác nữa cái lấy y cây số 4.665 chia chia ra rồi nó ra y cây số 379 thôi. Rồi còn không để chính xác thì để mình cộng lại đúng số nó ra được 3790 không nha. Rồi, đầu tiên là 4.665 chia cho 4 bằng rồi, một số này lấy y cây số này luôn nha, không có làm tròn. Nhân cho 0.75. Ok chưa? Nó ra con số là 0.8746875. Bây giờ mình lấy cái số 4.665 trừ cho cái số này. Mà cái số này nhiều quá thôi, mình lấy cái số này mình trừ cho 4.665 đi. Thì nó sẽ ra số âm, nhưng mà xem thử nó ra được 3790 không nha. Rồi, bằng đây 3790. Rồi anh em thấy chưa? Đó là chính là cái số của cái chiều dài cái tấm tôn á, thì nếu mà lấy đúng số thì nó ra đúng số thôi, lấy làm tròn thì nó ra là số. Ok anh em ha. Rồi tiếp tục tương tự như cái thằng tơ ba này, tơ ba thì mình cũng 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 làm tương tự vậy thôi được chưa anh em thấy không? Nó cứ thế mà làm, nếu mà biết cách làm thì cứ theo ba em mà làm vậy đó. Rồi có cái gì anh em còn 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 thắc mắc thì cứ comment nhé, comment để anh em mình trao đổi với nhau. Rồi, chào anh em nhé, chúc anh em thành công. Rồi, thì video mình còn mấy cái này nữa anh em không biết ta tính được hay không nhỉ, mấy cái đường 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 xéo này. Đường xéo là tính như thế nào? Rồi rồi mình tính luôn cái đường xéo nha. Đường xéo này ốp nóc nè. Ví dụ như cái thằng này mà lên 4 mét rưỡi là ốp nóc 4 mét rưỡi nè. Còn cái đường xéo này tính như thế nào? Rồi sẵn dịp chơi luôn ha. Sẵn dịp chơi luôn đi. Bỏ hết mấy cái này đi. Rồi chơi luôn cái đường xéo này luôn ha. Cho nó trọn vẹn luôn. Rồi cái đường xéo này là tính như thế nào? Rồi xóa mấy cái này đi. Cứ nó lo lo ra những thứ nó lặt vặt nhiều ha. Rồi. Bây giờ là mình không quan tâm tới tôn nữa, cứ bỏ tôn đi. Ôi trời.
Bây giờ là mình chỉ quan tâm tới cái đường xéo này. Cái đường xéo này anh em làm cho mình cái tam giác này nhé. Tam giác này nè. Đó, để mình tô màu cái tam giác lên có sự nổi bật đây. Đó. Còn mấy cái màu này thì nó nhiều màu quá, đỡ cho nó trắng trắng đi. Mình quan tâm tới cái màu màu xanh thôi. Màu xanh là màu của hy vọng. Rồi. Để anh em xét cái tam giác này nè. Này Pitago dùng nhiều cái tam giác này nè. Đây, tam giác này nè. Rồi chưa? Ok. Thì tam giác này là một tam giác vuông tại này. Thì cũng làm cái định lý Pitago. Cái này là cạnh hiền này. Cạnh hiền là mình hay là gọi là đường xuyên này, mình ghi chữ X đi ha, giống như bên kia vậy. Pitago là bình phương độ dài cạnh hiền là X bình phương này bằng hai cạnh góc vuông là bằng 4 này và 4.665 này. Rồi bây giờ mình sẽ tính nha. Rồi cái này cũng bắt đầu khát nước rồi đó, nó khang cổ khát nước rồi đó. Rồi bây giờ x bình phương độ dài cạnh hiền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông là 4 mét bình phương cộng cho cái thằng 4m60, 4m67, 67 nó số nó lẻ lẻ cho nên mình làm vậy luôn ha, kệ nó. Giờ sao 4 bình phương là bằng 16 nè, 4 nhân 4 bằng 16 nè, cộng 4.67 nè, 4.67 là như nào, lại tra Google nữa nè. Đúng là đời mà không có máy tính này, giờ mà ngồi tính tay thì nó cũng mấy là có Google, bấm Google đi ha. 467 nhân 467 bằng 21.8. Ha. 21.8. Rồi, nhẩm thử. 16 cộng 21.8 không, cái này cộng được nè. 6 là 7 nè. 3 nè, 37 nè. 37.8 nè. Rồi, ok chưa? Bây giờ cái x bình phương nè, mình chuyển số 2 này qua thì thành căn bậc 2. Cái này là cái tính toán của học cấp 2 á. Rồi, 37.8 thì căn nó ra thì nó nhiêu? Lại máy tính rồi, 37.8 37.8 căn bậc 2 ha. Đâu rồi, số này 30 nè, căn trước, bấm căn trước ha, 37.8 căn bậc 2 rồi, căn đâu đây này, bằng này 6148 6148 rồi, nhớ là 6148 6 phớt 1. Chọn số 1 gì mà đúng số 7 gì vậy? 1. Để cho chấm nha, 1 48 mét nha. Rồi. Như vậy cái đường xuyên này nè, x nè. 6 phớt 1 4 8. Rồi. Bây giờ mình kéo thử nha. Kéo thử nó có chính xác như là nó không hay là nó có sai số. 6145. Đó, nó là 6145. Lệch 3 ly, 3 ly là chỉ cần cái bình phương này, đây là 4665, 4667 nè, bình phương lên cái này mình lấy tròn xỉ là nó lệch 3 ly được. Như vậy 6m 14 là mình làm 6m15 đi. Đây này, cái này là làm 6m15 ha. Đây là 6m15. Rồi 6m15 mình nhân cho 4 lên thì mình có được bốn cái đường xuyên. Rồi cộng cho cái đỉnh là mình có toàn bộ cái nóc của cái công trình này. Anh em ơi. Rồi, như thế thôi. Rồi, chúc anh em thành công và thành công trong cuộc sống nhé, trong việc mình như thế. Rồi, chào anh em.